báo cáo từ trường viện nghiên cứu thị tỉnh Bắc Ninh năm học 2023-2024. Trại nghiên cứu thị là một sân chơi trí tuệ trên Internet lớn nhất Việt Nam, nhằm giúp các em học sinh thấm nhuần bản sắc dân tộc, yêu quê hương đất nước, hiểu rõ lịch sử, địa lý, tinh hoa văn hóa dân tộc. Với 9 năm phát triển, trại nghiên cứu thị đã có hơn 13 triệu học sinh, thầy cô tham gia đồng hành cùng 20 triệu phụ huynh tại 10.330 trường trên toàn quốc. Tháng 4 năm 2024, trại nghiên cứu thị đã đón 358 học sinh xuất sắc nhất từ 54 tỉnh tham dự hội thi định cấp quốc gia tại Hà Nội. Năm học 2022-2023, tỉnh Bắc Ninh đã có 29 giải cấp quốc gia, trong đó một học sinh đạt giải bản nhãn, một học sinh đạt giải thám hoa, một học sinh đạt giải hoàng giác, 11 học sinh đạt giải nhất, 8 học sinh đạt giải nhì và 7 học sinh đạt giải ba. Năm học 2023-2024, tỉnh Bắc Ninh đã có 30 giải quốc gia, trong đó học sinh Nguyễn Tuấn An, thống lớp 5 trường tiểu học Phố Mới, huyện Quế Võ đạt giải bản nhãn. Học sinh Ngô Huy Minh Tuệ, học lớp 4, trường tiểu học Mão Hiền 2, huyện Thuận Thành đạt giải hoàng giác. Và 9 học sinh đạt giải nhất, 10 học sinh đạt giải nhì và 9 học sinh đạt giải ba. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 96.265 học sinh tham gia sân chơi trại nghiên cứu thị, trong đó 5.991 học sinh tham gia cấp quận, huyện, 767 học sinh tham gia cấp tỉnh, thành phố. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 28.661 học sinh tham gia sân chơi trại nghiên cứu thị, trong đó 5.819 học sinh tham gia thi cấp quận, huyện, 747 học sinh tham gia thi cấp tỉnh, thành phố. Được đồng hành cùng thầy cô tâm huyết, học sinh tài giỏi của Bắc Ninh là một niềm vinh dự lớn của trại nguyên. Trại nguyên tin rằng thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người hướng dẫn, truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho học sinh phát triển cả về kiến thức, kỹ năng và đạo đức để trở thành nguồn nhân lực quan trọng để xây dựng một Việt Nam hùng cường phát triển.